những thiết bị công nghiệp đang dần trở thành những người trợ thủ đắc lực giúp cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Bên cạnh chiếc bếp ga, bếp từ công nghiệp, tủ công nghiệp thì chiếc lò nướng giờ đã trở thành những thiết bị công nghiệp không thể thiếu trong các căn bếp của các nhà hàng, quán ăn, khách sạn hay là trường học. Chắc hẳn với các bạn thì cũng không còn lạ lẫm gì với lại những món ăn như bánh gato hay là cơm niêu, món ăn mang đậm phong vị lịch sử và gắn liền với văn hóa Việt Nam. Món cơm mà đã trở thành đặc sản ở nhiều quán ăn, nhà hàng, khách sạn được nhiều người khách ưa chuộng. Bằng cái nhìn trực quan thì ta có thể thấy chiếc lò được thiết kế với kiểu dáng rất là hiện đại, sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Các vỏ ngoài được làm bằng inox không gỉ, sáng bóng, đảm bảo vệ sinh, thích hợp cho các nhà hàng, quán ăn hay là khách sạn, với thiết kế độc đáo và rất là thông minh. Với một chiếc lò thì có rất là nhiều ưu điểm, nhà nhiệt độ lên rất là chính xác, đảm bảo cho việc nở bánh và nấu cơm rất là ngon, nở đều. Với công nghệ hiện đại thì công nghệ nhiệt tĩnh, nhiệt trên, nhiệt dưới làm cho cơm hay là bánh sẽ được chín đều ở mọi góc cạnh trong lò. Với nấu hoàn toàn tự động, bạn chỉ cần cài đặt nhiệt độ và thời gian. Chiếc lò thì được thiết kế rất là nhỏ gọn, cách nhiệt, tiết kiệm thời gian nấu và điện năng tiêu thụ. Nếu bạn đang có nhu cầu sở hữu cho mình một chiếc lò nướng Foresta thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Coresta. Đây là một trong những tập đoàn danh tiếng đến từ Hàn Quốc. Coresta là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp số 1 tại Hàn Quốc hiện nay. Các sản phẩm Coresta đã có mặt và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật như các loại máy thiết bị bếp công nghiệp Coresta đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào việc có giá thành rất tốt, chất lượng sản phẩm ổn định. Với tư cách làm nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 tại Việt Nam, Rossi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để đem sản phẩm của Coresta về với Việt Nam, tiếp cận cùng với người tiêu dùng. Coresta Enterprise Limited hiện đang là nhà sản xuất và nhà cung cấp thiết bị bếp thương mại ở Hàn Quốc. Coresta đã sản xuất thiết bị nhà bếp trong hơn 10 năm. Coresta có chi nhánh trên toàn thế giới, từ Hàn Quốc cho tới Đông Nam Á, với các sản phẩm tuyệt vời. Với nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài, Coresta đã xây dựng thiết kế sản phẩm độc đáo để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Coresta hiện là công ty hàng đầu về sản xuất thiết bị nhà bếp, quầy bar và thiết bị gia dụng, cung cấp cho khách hàng các loại máy đa dạng theo cách sử dụng như máy xay thịt, máy xay, máy thái, tủ cơm, nồi hấp, tủ đông công nghiệp, tủ tiệt trùng, máy nướng bánh sandwich, bếp ga công nghiệp, bếp cảm ứng, lò nướng đối lưu, máy rửa chén, máy thái rau, máy thái thịt. Và trên tất cả, Coresta được cung cấp ở các kích cỡ và các dung tích khác nhau. Với đặc điểm đa dạng và phong phú về các giải sản phẩm đã cho phép khách hàng của Coresta lựa chọn một trong số rất nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm đều tuân thủ cùng một tiêu chí về chất lượng, về độ tin cậy nhưng lại cực kỳ linh hoạt và thích nghi với mọi hoạt động. Dưới đây là một số thông tin về Coresta mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý khách hàng. Kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất và độ tin cậy.
Những điểm mạnh của các sản phẩm Coresta là những người bạn đồng hành đối với sự thành công của khách hàng. Kiểu dáng đơn giản, công nghệ và sự tiến đi không ngừng trong việc nghiên cứu không ngừng nghỉ của các chuyên gia có khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu của các khu dịch vụ ăn uống trên toàn châu Á. Coresta cung cấp hàng loạt các sản phẩm như lò nướng Salamander, bếp chiên, bếp rán và thiết bị công nghiệp đáp ứng các yêu cầu của cả những người dùng khó tính nhất, với hệ thống máy hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu thị trường về hiệu suất hoạt động và bảo vệ môi trường. Coresta đặc biệt chú trọng đến thiết kế để làm nổi bật sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Hiện Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Coresta tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Coresta tham gia cung cấp các thiết bị nhà bếp công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Rossi Việt Nam xin được giới thiệu một số hình ảnh về hãng Coresta. Coresta Kitchen Equipment. Các bạn có thể thấy rằng là để có thể cung cấp ra thị trường những dòng sản phẩm vô cùng là đa dạng và phong phú, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của các khách hàng, có thể cung cấp những dòng sản phẩm để lắp phun cho những căn bếp công nghiệp tiêu chuẩn, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất, thì Coresta đã có những nhà máy, những hệ thống dây chuyền sản xuất, máy móc cực kỳ hiện đại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp, Coresta đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao và vật liệu sản xuất cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng. Coresta ngày nay là một trong những nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị nhà bếp công nghiệp. Đối với mỗi một lĩnh vực thì Coresta đã tạo ra từng loại máy móc công nghệ cao với các phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu cụ thể. Các dòng sản phẩm của Coresta hiện đang trải dài trên nhiều quốc gia. Và Coresta thì hiện nay đã có đại diện văn phòng tại rất là nhiều nơi trên thế giới. Các bạn có thể thấy ở trên bản đồ đã có mặt tại Quảng Châu, Trung Quốc, Thượng Hải, Malaysia, Milano của Italia, hoặc là đã có mặt tại Việt Nam chẳng hạn. Nếu công ty bạn là một khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng hay bệnh viện, trường học hoặc trung tâm hành chính, các bạn hãy lựa chọn Coresta cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất. Với chất lượng đẳng cấp hàng hóa xuất xứ từ Hàn Quốc, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bếp công nghiệp. Quay trở lại với Rossi Việt Nam, thì Rossi Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn nhiều sản phẩm công nghiệp của các nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta hay Trang Hê. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Coresta tại Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá rất ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời, và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/RossiVietnam, hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào YouTube channel của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam
Địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về Coresta, một đối tác lâu năm của hãng Rossi Việt Nam. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.